Xin kính chào quý vị và bạn. Chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình hình mưa, bão, lũ lụt ở Trung Quốc hiện vẫn đang hết sức nghiêm trọng. Không chỉ bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc, mà vào rạng sáng ngày hôm nay tại phía tây của thủ đô Bắc Kinh lại xuất hiện thêm một trận động đất mạnh với cường độ 8,5 độ Richter, làm rung chuyển toàn bộ quảng trường Thiên An Môn và cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình. Trận động đất trên đã ngay lập tức biến những dòng nước lũ ở con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và con sông Mekong đồng loạt biến thành một trận sóng thần khủng khiếp, cao tới 4 mét, có lúc dữ dội cột sóng của sóng thần vút lên cao tới 7 mét, nhấn chìm một căn cứ quân sự tại tỉnh An Huy và Quảng Đông. Nó phá hủy một sân bay, một bến cảng ở thành phố Thượng Hải. Ngoài ra, dòng nước lũ nó còn cuốn trôi 3.268 căn nhà, 1.779 xe hơi đã bị cuốn trôi, 10.000 hecta đất hoa màu bị tàn phá. Hàng triệu người dân của Trung Quốc tiếp tục phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Người dân Trung Quốc đại lục bây giờ được cho là thiếu thốn đủ đường, từ lương thực đến thuốc men, đến gói mì tôm cũng phải chia nhau ra ăn. Hiện có khoảng 800.000 người dân không chịu được cảnh mưa lũ đành phải khăn gói quả mướp định vượt biên sang đất của Việt Nam. Nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi các lực lượng chức năng và bộ đội biên phòng vùng biên giới của Việt Nam đang chốt chặn, họ không làm cách nào được đành phải trèo lên những đỉnh núi cao để tránh lũ và lợi dụng tình hình bão tố phong ba người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng kêu gọi Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Singapore, Philippines, Indonesia và có cả Lào cũng như Campuchia ủng hộ lương thực, thuốc men và tiền cho người dân của Trung Quốc đang gặp lũ lụt. Được biết, trong bài phát biểu kêu gọi các nước ủng hộ lương thực, thuốc men, tiền cho Trung Quốc, ông Tập đã nói rằng nếu nước nào ủng hộ Trung Quốc nhiều trong giai đoạn này thì giai đoạn sau Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nước đó hết mình về lương thực, thuốc men để phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng, trong bài phát biểu thì ông Tập Cận Bình đã ngon ngọt nói rằng tất cả các hàng viện trợ Trung Quốc đều phân phát cho những người dân Trung Hoa đang bị cảnh nước mất nhà tan vì bão tố và lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc. Được biết, đây là lần thứ ba ông Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ cho người dân của Trung Quốc. Ông ta cũng không quên cảm ơn chính phủ Việt Nam đã ủng hộ 100.000 đô la Mỹ cho người dân của Trung Quốc trong các đợt lũ lụt vừa qua. Ông nói rằng đó mới chính là người bạn 4 tốt và 16 chữ vàng và các nước nên học tập chính phủ của Việt Nam. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, hiện số tiền mà Việt Nam cũng như một số nước ủng hộ cho người dân Trung Quốc đã bị chính quyền của ông Tập Cận Bình chặn mất và tiêu xài, đồng thời đầu tư vào quân sự, nhất là đầu tư và đóng mới một con tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông gây hấn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không hề đem số tiền đó để phân phát cho người dân bị lũ lụt. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trên thế giới đến thời điểm hiện tại không có một nước nào ra tay ủng hộ Trung Quốc, ngoài chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia. Thế giới nói rằng họ rất thương người dân của Trung Quốc, bởi vì 69 ngày đêm vừa qua, đất nước này liên tục gánh chịu hậu quả của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời trừng phạt. Tuy nhiên, họ không mấy tin tưởng vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước bảo nhau nhất định không chuyển tiền ủng hộ Trung Quốc nữa. Trên thế giới chỉ có một nước duy nhất chuyển 2.000 tấn gạo, 3.000 tấn mì tôm và 6.000 đô la cho phía Trung Quốc. Đó chính là Campuchia của ông Hun Sen, bởi vì Thủ tướng Hun Sen được cho là rất thân với ông Tập Cận Bình. Chính vì lẽ đó mà người Trung Quốc đang ở đất Campuchia rất đông. Campuchia còn có cả một khu đô thị chỉ dành cho người Trung Quốc đại lục. Mục đích của ông Sen là muốn lấy lòng ông Tập Cận Bình, muốn đi đêm bắt tay, cấu kết với cả Trung Quốc để phản lại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Mục đích của Campuchia là lên làm bá chủ ở khu vực này. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là quá phũ phàng khi vào đêm ngày hôm qua lúc 23 giờ đêm giờ địa phương, tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ mang tên CNN đã đưa một cái tin được cho là quá bức xúc khi mưa bão đang ùn ùn đổ ập vào phía Trung Quốc. Nhưng người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập lại đang điều tàu chiến, máy bay đem rất nhiều bom và tên lửa tiến sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thực hiện bắn đạn thật, thị uy sức mạnh cũng như thách thức thế giới. Tờ báo của Mỹ cho biết Trung Quốc lại ngang ngược điều ít nhất 4 tiêm kích và tàu chiến tiến xa sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngoài khơi Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh cũng như là đoạn video, clip của tờ báo Mỹ cho thấy có ít nhất 4 tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo Phú Lâm, bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn. Không lâu sau thì chính phủ Mỹ ra tuyên bố chính thức bác bỏ hầu hết các yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời nói rằng nếu như Trung Quốc mà gây hấn với Việt Nam thì Mỹ sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh để trả lại bình yên cho Biển Đông cũng như cho thế giới. Mỹ nói rằng Việt Nam là ưu tiên số 1 ở khu vực Đông Nam Á đối với cả chính phủ Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà Tổng thống Mỹ, ông Biden nói rằng sẽ ra tay ủng hộ Việt Nam.
Đứng trước những cái âm mưu, thủ đoạn nham hiểm Trung Quốc, tờ báo Vietnamnet của Việt Nam đã có một bài viết vào lúc 17 giờ 46 phút nói rằng Việt Nam phản đối Trung Quốc điều tiêm kích ra Trường Sa. Tờ báo Vietnamnet viết chi tiết như sau: Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã lên tiếng phản đối phía Trung Quốc điều tiêm kích tàu chiến ra bãi đá Subi, bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để diễn tập trái phép. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng hôm nay đã cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Hà Nội nói rằng mọi hoạt động tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Việt Nam đều vi phạm chủ quyền của Việt Nam và là vô giá trị, không có lợi cho hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Còn theo tờ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Việt Nam sẽ kiên quyết phản đối việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, điều tàu chiến ra đảo Subi và bãi đá Vành Khăn để bắn đạn thật. Được biết trước đó, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt các tàu chiến và máy bay tiêm kích Su-30 đến bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để tập trận bắn đạn thật. Thế giới nói rằng hành vi trên của phía Trung Quốc đã làm xáo trộn ở khu vực Biển Đông, làm mất an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất của thế giới. Nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt, phản đối phía Trung Quốc khi đem tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để dương oai và thách thức các nước trong khu vực. Các nước nói rằng nếu như phía Trung Quốc còn động vào vùng lãnh thổ của Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức sẽ hợp tác với cả Việt Nam, cùng các nước sẽ bắt tay nhau trừng trị Trung Quốc để trở lại bình yên cho Biển Đông trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông khi hôm qua hãng CNN của Mỹ cho biết ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã điện đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin và tất cả các cuộc điện đàm hôm qua dài tới 2 tiếng đều liên quan tới tình hình ở Biển Đông. Cuộc điện đàm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với những hành động đơn phương vô lý của Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm thì có một thông tin được tiết lộ rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn đi gây hấn ở Biển Đông, nhất là xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam thì Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc. Đây là cuộc điện đàm nằm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin và người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa kể từ hồi tháng 3 đến bây giờ. Được biết thì cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và một số nước trên thế giới đang ở mức thấp nhất trong hàng chục năm vừa qua và liên quan tới nhiều vấn đề như nguồn gốc con virus corona và những yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là luật an ninh mạng ở Hồng Kông mà Trung Quốc đang áp đặt. Nhân tiện cuộc điện đàm thì Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken cũng như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tố cáo Trung Quốc trong thời gian vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình đã triển khai hàng loạt những cái hành động ngông cuồng trên Biển Đông như điều tàu chiến áp sát những chiến hạm của Mỹ. Ngoài ra còn gây hấn trên Biển Đông bằng cách điều con tàu hải cảnh và con tàu địa chất Hải Dương 9 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bám đuôi theo rất nhiều giàn khoan của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá ngư dân của Việt Nam, tập trận trái phép quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bộ trưởng Mỹ, ông Lloyd Austin hồi tháng trước cũng đã đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, trong đó bác bỏ các yêu sách đường lưỡi bò cũng như là các yêu sách cực kỳ vô lý của chính quyền ông Tập Cận Bình đối với những nguồn tài nguyên dầu khí trên Biển Đông. Mỹ cũng tố cáo Trung Quốc điều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế. Hãng CNN của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đang điều chỉnh lập trường đối với các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông để phù hợp với những nội dung trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016. Hồi tháng 3, Việt Nam đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối các yêu sách chủ quyền vô lý của phía Trung Quốc. Quân đội của Trung Quốc gần đây đã nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật quanh quần đảo của Đài Loan với các khí tài hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh, đồng thời tiến hành hàng loạt các chuyến bay áp sát buộc lực lượng phòng vệ Đài Loan phải điều tiêm kích để ngăn cản. Kính thưa quý vị, trước tình hình Biển Đông đang hết sức dậy sóng, bởi phía Trung Quốc liên tục có những hành động được cho là trái với cả luân thường đạo lý. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật, ông Kishinobu đã cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá được cho là cực đắt nếu như tiếp tục thay đổi hiện trạng trên Biển Đông bằng vũ lực, bởi vì phía Trung Quốc đã ký một hiệp ước cốc với ASEAN là không bành trướng và gây xáo trộn vào Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang làm điều ngược lại và tất cả các nước đang rất quan ngại đối với cả những hành động ngông cuồng của Bắc Kinh và liên quan tới những vấn đề trên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và thu thập và gửi cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Những
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vào lúc 21 giờ 20 phút ngày hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại hệ tầng Changwu của làng Pingji, thị trấn Yichang, quận Sucheng, thành phố Lipanshui, tỉnh Quý Châu. Sau 24 giờ chiến đấu liên tục, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và cứu được 24 người, trong đó 11 người sống sót, 13 người thiệt mạng và 32 người vẫn mất tích. Khoảng 11 giờ 40 phút đêm qua, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Chỉ huy Ứng cứu Khẩn cấp Quốc gia. Chúng tôi lập tức trang bị máy dò dự sóng, máy dò camera và các thiết bị khác đến hiện trường lúc 5 giờ ngày hôm nay để bắt đầu cứu hộ. Đội trưởng Đội cứu hộ Khẩn cấp Bom mìn Quốc gia Kun Jung cho biết. Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Quý Châu và đội giao thông số 2 của một cục cảnh sát vũ trang đã tấn công bằng nhiều cách, xông lên tuyến đầu trong đêm đầy sao và phối hợp với các lực lượng cứu hộ địa phương khác bắt đầu ngay công tác cứu hộ. Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia đã điều động đội cứu hộ y tế khẩn cấp quốc gia do Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quý Châu xây dựng. Trong đêm, đã đến nơi xảy ra thảm họa vào sáng sớm ngày hôm nay và nhanh chóng tiến hành cứu chữa những người bị thương. Đồng thời, họ đã cử 3 chuyên gia y học với nhiều trang thiết bị hiện đại được khoa phẫu thuật thần kinh và chỉnh hình của Bệnh viện Nhi Bắc Kinh đến hiện trường mở rộng công tác cứu hộ. Các lãnh đạo chính của tỉnh ủy Quý Châu và chính quyền tỉnh đã vội vã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Sở Chỉ huy Ứng cứu Khẩn cấp tại chỗ đã điều động đầy đủ lực lượng cứu hộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai ứng cứu. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã phân bổ 30 triệu nhân dân tệ cho Quý Châu để cứu hộ và cứu trợ thiên tai, bao gồm các ứng phó khẩn cấp như tìm kiếm và cứu hộ nhân viên sau thảm họa, điều tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh và sơ tán khẩn cấp nhân viên. Sau khi phóng viên đến hiện trường qua đêm, họ thấy rằng bất chấp trời mưa, các nhân viên cứu hộ như lính cứu hỏa và nhân viên cứu hỏa của mỏ đã lội lên bùn để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống và nhân viên từ các bộ phận y tế, cấp cứu và giao thông vận tải cũng có mặt tại hiện trường. Giao thông tại hiện trường ổn định, người dân được sơ tán nhanh chóng. Công tác cứu hộ diễn ra suôn sẻ. Thảm họa sạt lở đất đã gây ra mất điện trên mạch 1 và 2 của trại gà 10kV. Cục cung cấp điện Lipanshui của lưới điện miền Nam Trung Quốc đã hành động nhanh chóng để đảm bảo rằng các khu vực cứu hộ và tái định cư tạm thời có điện năng tiêu thụ bình thường. Một khó khăn nữa là lực lượng cứu hộ gần 1.000 người đã phải căng mình chiến đấu liên tục tại hiện trường suốt 24 giờ qua. Lê Bai Yuan cho biết hiện tại hơn 20 máy xúc lớn, hơn 10 phương tiện vận tải lớn, hơn 100 phương tiện cứu hộ khẩn cấp các loại, hơn 100 lều trại, thực phẩm, thuốc men và các loại vật liệu cứu hộ khác đã được đưa tới phục vụ cho các hoạt động cứu hộ tại chỗ. Những người được cứu đã được điều trị đầy đủ trong bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Lipanshui, phóng viên nhìn thấy người dân làng Mao Chang Sun đang được điều trị. Anh này cho biết, khi vụ lở đất bắt đầu, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm. Ngay sau khi tôi chạy ra khỏi nhà, thì ngôi nhà bị sập. Xương sườn bên phải, hai là đầu và tay cũng bị thương, con trai cũng bị thương nhẹ. Ở ngoài hiện trường, Mao Trường Xuân kiên quyết tự mình bước đi. Gia đình là hy vọng của tôi và tất nhiên tôi sẽ kiên trì. Kính thưa quý vị, hãng tin Reuters đưa tin Trung Quốc đang chuẩn bị cho một mùa lũ lớn với 87 con sông đã vượt mức cảnh báo. Trong khi đó, cơ quan khí tượng quốc gia này cảnh báo sự nóng lên toàn cầu đang khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, mặc dù tổng thể lượng mưa năm nay vẫn thấp hơn khoảng 10% so với năm ngoái, nhưng lượng mưa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Bộ này cho biết thêm, mực nước trên sông Dương Tử và các phụ lưu của nó dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tuần tới, đồng thời cảnh báo về những trận lũ lụt lớn sẽ xảy ra tại Trung Quốc. Một số trạm quan trắc cũng cảnh báo mưa lớn ở thượng nguồn đã khiến mực nước ở đoạn sông Dương Tử đi qua thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc đã cao hơn 2,5m so với mức bình thường ở thời điểm trong năm nay. Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc Jia Xionglong cho biết sự nóng lên toàn cầu đã khiến Trung Quốc ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, trong đó có nắng nóng gay gắt và lũ lụt.
Vừa qua, một trận mưa lớn, mưa đá và gió mạnh bất ngờ ập đến trong khi cuộc đua marathon ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc đang diễn ra. Cũng trong tháng này, một cơn lốc xoáy tấn công Vũ Hán và cơn lốc xoáy khác ở tỉnh Giang Tô, ven biển phía Đông đã khiến 16 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trước đó, vào mùa hè năm ngoái, lượng mưa đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961, gây ra cảnh báo lũ lụt trên các sông và hồ lớn và khiến mực nước tại đập Tam Hiệp khổng lồ tăng gần đến mức tối đa. Theo số liệu thống kê, trong năm ngoái, lượng mưa trên cả nước Trung Quốc ở mức gần 760mm, cao hơn 13,3% so với mức trung bình và tăng 7,9% so với năm trước đó. Lượng mưa năm ngoái cũng tăng gấp gần 2 lần ở một số khu vực miền Trung và Đông Bắc Trung Quốc so với một năm trước đó. Quý vị thân mến, báo cáo của khoa y trường Đại học Johns Hopkins Bloomberg, Mỹ đã đi đến kết luận trên. Mặc dù các cơ quan chức năng Trung Quốc khẳng định hiện nay, thảm trạng này đã được cải thiện bằng nhiều chính sách bảo vệ môi trường, thế nhưng theo ông Wang Weilu, một chuyên gia Trung Quốc nổi tiếng về tài nguyên nước và thủy điện, thực tế cho thấy tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Vị chuyên gia này cho biết một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm là chủ trương xây hàng loạt đập nước và nhà máy thủy điện trên các dòng sông, hủy hoại khả năng tự làm sạch của mặt nước. Có thể nói sự cố cá chết nổi lềnh bềnh nhiều cây số trên sông Tần Hoài ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô mà đài truyền hình tỉnh này đưa tin hôm vừa qua là ví dụ điển hình. Thời tiết nóng nực khiến cá chết thối rữa rất nhanh, mùi hôi nồng nặc suốt dòng sông khiến người dân bức xúc và chính quyền địa phương lúng túng trong việc đối phó. Hàng ngày đều có người chèo thuyền vớt xác cá chết nhưng không xuể. Xác cá trôi ra tới biển cộng với rong rêu và rác thải gây bất an về mặt an toàn vệ sinh cho cư dân. Một quan chức thuộc Văn phòng Tài nguyên nước Nam Kinh giải thích, cá chết do ngập lụt ở thượng nguồn và mức chênh lệch nhiệt quá cao giữa các khúc sông. Cách giải thích trên được cho là thiếu thuyết phục vì xưa nay chính quyền địa phương luôn né tránh nguyên nhân thực tế là ô nhiễm công nghiệp. Tình trạng cá, tôm chết từng xảy ra liên tục trong 2 năm 2013-2014 và nhiều năm trước đó, chủ yếu do chất thải từ các nhà máy hóa chất dày đặc ven sông. Tần Hoài là một nhánh của sông Dương Tử và điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc trích dẫn thông báo về tình trạng môi trường nước này nhận định rằng gần 2/3 nước ngầm và 1/3 mặt nước không an toàn cho người dân. Đây là những con số gây sốc thật sự. Theo báo cáo này, có khoảng 280 triệu người Trung Quốc đang sử dụng nước uống không an toàn và 250 triệu cư dân sống gần các nhà máy đổ chất thải không theo quy định. Đầu năm, Trung Quốc đã lấy mẫu nước sạch của 29 thành phố lớn và tập trung đem xét nghiệm về mặt an toàn vệ sinh. Kết quả cho thấy, gần phân nửa không đạt một hoặc nhiều chỉ tiêu. Tuần báo Oriental Outlook của hãng thông tấn xã cho biết, có đến 100 triệu người Trung Quốc uống nước nhiễm chất thạch tín arsenic, fluorine và iốt. Do sử dụng nguồn nước nhiễm các hóa chất này trong nhiều năm, nên có 21 triệu người lâm bệnh hiểm nghèo và 87 triệu người khác có nguy cơ mắc bệnh nan y. Báo cáo kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Thanh Hoa cảnh báo rằng mặt nước sông, hồ ở Trung Quốc chứa 68 loại kháng sinh và 90 loại hoạt chất dược phẩm không kháng sinh, cao hơn nhiều so với cấp độ quốc gia ở Mỹ và châu Âu. Trên sông Châu Giang, Hoàng Phố và một số con sông khác, tần suất phát hiện tồn dư chất kháng sinh là 100%. Năm ngoái, viện sĩ Yong Nan San, Viện Hàn Lâm Công nghệ Trung Quốc đã lên án nền công nghiệp thủy sản trong nước lạm dụng thuốc kháng sinh. Trên vài con sông của tỉnh Quảng Châu, tồn dư chất kháng sinh cao gấp 10 lần so với chỉ tiêu nên uống nước không khác gì uống kháng sinh. Bảng thống kê của Bộ Giám sát Trung Quốc cũng có những con số đáng sợ. Theo đó, hàng năm có đến 1.700 sự cố ô nhiễm nước. Tháng trước, sông Long Giang, tỉnh Quảng Tây bị ô nhiễm kim loại nặng nghiêm trọng. Một tháng sau, chính quyền đã bắt 7 người thuộc các doanh nghiệp tình nghi xả chất thải công nghiệp trực tiếp xuống sông. Hai tháng sau, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô nhiễm chất phenol từ sông Dương Tử. Cũng tại tỉnh này, nguồn nước uống thành phố Lan Châu bị ô nhiễm trầm trọng. Đầu năm nay, tạp chí chuyên ngành của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đăng báo cáo chất lượng nước ngầm của 2.103 giếng nước do nhà nước quản lý, cho thấy 80,2% nước ngầm bị ô nhiễm cấp 4 chiếm 32,9% và cấp 5 chiếm 47,3% do chất thải công nghiệp không thể uống nước cũng không thể dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
MWA nhấn mạnh đây là những giếng cạn chứa nước ngầm gần mặt đất ở các vùng nông thôn. Điều này cũng có nghĩa là các loại ngũ cốc trồng ở nơi này đã bị ô nhiễm. Theo MWA, hầu hết các đô thị được cung cấp nước sinh hoạt hút từ các mạch nước ngầm sâu. Tuy nhiên, báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc xác định tại miền Bắc có đến 73% nước ngầm sâu bị nhiễm cấp độ 4 và 5, tức không thể uống. Đây là những dữ liệu rất đáng lo bởi 70% dân số Trung Quốc và 400 trên 660 đô thị ở nước này uống nước ngầm. 80% nước sinh hoạt ở Hồng Kông lấy từ sông Đông Giang, một chi lưu của sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông. Người dân xứ này cũng ăn rau quả nhập từ Trung Quốc. Hai thứ này đều không an toàn cho sức khỏe cộng đồng, thì các thành viên hội đồng lập pháp Hồng Kông không khỏi lo lắng, nhất là ba hội đồng Gông Ping Quan, ủy viên Ủy ban An toàn thực phẩm DECO. Theo bà Gông, nếu nước sông Đông Giang bị ô nhiễm nặng thì Hồng Kông sẽ lại đủ hậu quả. Mặc dù chính quyền tỉnh Quảng Đông nói đã cho di dời một số nhà máy gây ô nhiễm môi sinh khỏi vùng châu thổ sông Châu Giang, nước sông Đông Giang vẫn không an toàn. Năm trước đó, đem các mẫu nước ở trạm lấy nước từ sông Đông Giang đi xét nghiệm, kết quả cho thấy hàm lượng đồng trong các mẫu đều vượt quá tiêu chuẩn 60%. Hàm lượng chất PFC dùng để làm chảo và vải chống dính cũng được tìm thấy trong các mẫu nước. Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino năm nay tương tự những năm 1997-1998 có thể khiến Trung Quốc hứng chịu trận lụt nghiêm trọng bắt nguồn từ sông Dương Tử và hai tuyến đường thủy chính ở đông bắc nước này vào mùa hè tới. Các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán lũ lụt sẽ tràn vào cả Hồng Kông và Macau. Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong tháng này. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra từ tháng 9 năm 2015. Hồi năm 1998, El Nino gây ra trận lụt tàn khốc kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 1998. Kết quả, 3.504 người thiệt mạng và 220 triệu người trên khắp 24 tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng. Đây cũng được đánh giá là một trong 3 trận lụt nghiêm trọng nhất của thế kỷ 20. Các nhà khí tượng học từ lâu đã cảnh báo El Nino mạnh thường gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc. Vào tháng này, lượng mưa ở sông Dương Tử được dự báo sẽ tăng 10-50% so với các năm trước. Một số nhánh sông ở vùng Hạ Lưu có thể tăng 20-50% so với lượng mưa trung bình năm. Trong khi đó, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%, riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Dương Tử cung cấp khoảng 60% lượng gạo, 1/5 lượng bông cho toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu lũ lụt có nghiêm trọng, Trung Quốc nhiều khả năng phải nhập khẩu gạo từ các nhà xuất khẩu gạo lớn của châu Á như Thái Lan và có thể là Ấn Độ. Cách đây một tuần, các tỉnh phía Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến hứng chịu trận mưa lớn khiến mực nước ở nhiều con sông tăng lên mức báo động. Cơ quan phòng chống lụt bão quốc gia đã điều động 4 lực lượng đặc biệt tới cứu hộ tại các tỉnh này. Vào thời điểm đó, mực nước sông Gan, một nhánh sông Dương Tử ở Giang Tây cao hơn mức giới hạn an toàn 2,92m. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi giới chức địa phương các cấp đề ra biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ ngập lụt ở các sông lớn và hồ chứa. Thưa quý vị, cơn bão Mujie hôm vừa qua đã đổ bộ vào đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với sức gió lên đến 150 km/h, khiến hàng chục ngàn người sơ tán. Trước đó, bão Mujie đã gây ra mưa lớn trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 36 giờ qua. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Cơ quan dự báo thời tiết đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất, thúc giục giới chức trách sơ tán hàng chục ngàn người ở khu vực ven biển miền Nam nước này trước khi cơn bão Mujie đổ bộ vào đất liền. Hoạt động đi lại giữa đất liền và đảo Hải Nam buộc tạm dừng cũng như 40.000 tàu cá phải trở về bến. Nhiều chuyến bay bị hủy cũng như dịch vụ đường sắt ngừng hoạt động. Cơn bão dự kiến di chuyển vào Quảng Tây vào tối cùng ngày nhưng sẽ suy yếu ngay khi đổ bộ. Trước đó, bão Mujie đã hoành hành ở miền Bắc Philippines hôm đầu tháng. Thông tin ban đầu cho biết 120 ngư dân và 20 tàu đánh cá mất tích.
Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, chỉ còn 30 ngư dân được cho là vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại Pháp, bão lũ đã nhấn chìm phía đông nam nước này, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích. Trong số đó có 3 người lớn tuổi chết đuối khi họ ngập trong nước lũ. 5 người khác bị mắc kẹt khi đậu xe trong khu vực trú ẩn. Tuy nhiên, số người chết được cho là có thể tiếp tục tăng khi những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất chưa được tiếp cận. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Nội vụ Dag Mani đã đến thị sát những khu vực bị ảnh hưởng. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các đường phố ở thành phố Caen bị nước lũ nhấn chìm. Tuyến đường chính ở thành phố Nice đã bị đóng cửa, tàu lửa ngưng hoạt động, hàng trăm du khách tìm nơi trú ẩn tại sân bay Nice. Khoảng 27.000 hộ gia đình sống trong cảnh mất điện. Tại Mỹ, tình hình cũng không khá hơn khi khoảng 22 triệu người dân nước này sống chung với cơn lũ, được mô tả là chỉ có một lần trong 200 năm. Khu vực Bắc và Nam bang Carolina bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mực nước lũ cao hơn 30cm ở thành phố Wilmington chỉ trong đêm ngày 2 tháng 10. Hiện có 2 người chết được ghi nhận tại các bang này. Hàng trăm người sống ở khu vực ven biển đã được sơ tán. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Nam Carolina, New Jersey và Virginia. Khoảng 12.000 dân cư sống trong cảnh thiếu điện. Quý vị thân mến, khoảng 200.000 người ở 8 tỉnh ở khu vực miền Nam là Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang và An Huy phải sơ tán tính từ 4 ngày trước đó tới nay. Theo Bộ các vấn đề dân sự Trung Quốc, mùa màng bị hư hại và hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế là 7,84 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn khiến các con sông vỡ bờ, trong đó có 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở khu vực này. Trung tâm Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trùng Khánh cho biết có khoảng 1.197 người đã được sơ tán và 66 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tỉnh láng giềng Tứ Xuyên, 4 người chết sau khi mưa lớn và lở đất khiến những ngôi nhà của các nạn nhân đổ sập. Vĩnh Ninh, một nhánh sông Dương Tử trải qua đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 82 năm trở lại đây. Mực nước nhánh sông này tăng 1,43 mét so với mức an toàn. Tại tỉnh Quý Châu, lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu 8 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, vốn bị ngập sau cơn mưa xối xả. Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam ở phía Nam Trung Quốc ước tính bị thiệt hại khoảng 75 triệu nhân dân tệ, tương đương 11,4 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, nhiều khúc sông ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang, tuyến đường thủy dài nhất của Trung Quốc đã vượt qua mức cảnh báo lũ do mưa lớn liên tục. Mực nước tại một số trạm thủy văn của sông Dương Tử bao gồm cả các trạm ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, thành phố Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc và thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô hôm vừa qua đều vượt trên mức cảnh báo. Một khi mưa vẫn tiếp tục, mực nước sông dự kiến sẽ tăng cao hơn 1,5 mét so với mức cảnh báo trong những ngày tới. Các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều ban bố mức cảnh báo màu vàng. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử có thể chứng kiến lượng mưa lên tới 400mm trong ngày mai và 2 ngày tới. Ông Trần Đào, chuyên gia dự báo cấp cao của cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA cho biết các khu vực dọc theo sông Dương Tử có thể chứng kiến lượng mưa lên tới 400mm trong ngày mai và 2 ngày tới. Theo ông Trần, cần chú ý đặc biệt đến tình hình lũ ở các con sông vừa và nhỏ, vì dễ có khả năng xảy ra lở đất cũng như ngập lụt ở khu vực đất canh tác nông nghiệp. Từ ngày hôm nay đến 3 ngày tới, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử được dự báo sẽ mưa bão tấn công. Với lượng mưa dự kiến nằm trong khoảng từ 150mm đến 260mm, Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử hôm nay đã đưa ra cảnh báo màu vàng về lũ lụt, mức cảnh báo cao thứ 3 về mưa lũ trong thang cảnh báo 4 màu. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm nay, mực nước đã vượt qua mức cảnh báo tại 55 địa điểm dọc theo các con sông trên cả nước. Những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều thành phố của Trung Quốc hôm qua, từ Trùng Khánh ở phía Tây Nam cho đến Thượng Hải trên bờ biển phía Đông, các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều ban bố mức cảnh báo màu vàng. Trong khi đó, tại Nhật Bản, lực lượng cứu hộ ở khu vực phía Tây nước này đang chạy đua với thời gian để cứu những người bị mắc kẹt vì lũ lụt và lở đất, với 55 người thiệt mạng và mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 19 người ngồi xe lăn đang sống trong một viện dưỡng lão. Họ không thể chạy thoát khi nước lũ tràn vào. Một cụ bà 87 tuổi thiệt mạng trong căn nhà ngập nước ở thành phố Omuta, tỉnh Fukuoka. Hai trung tâm sơ tán với hơn 200 người trong thành phố này đã bị ngập lụt vào sáng sớm ngày mai. Người dân sống ở vùng núi vẫn bị mắc kẹt. Hơn 40.000 người, bao gồm lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển, được huy động cứu hộ.
những con sông tràn bờ cuốn trôi cầu và biến đường xá thành hồ, khiến nỗ lực cứu hộ chỉ có thể được thực hiện bằng thuyền hoặc trực thăng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo cao nhất cho tình trạng mưa lớn và lở đất trên một dải đất rộng lớn ở phía tây nam đảo Kyushu. Mưa lớn dự kiến còn kéo dài đến 3 ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, theo tin tức vào sáng sớm 2 ngày trước, cơn mưa lớn đã gây ra một vụ lở đất ở khu vực Yayan, khiến hơn 10 người mất liên lạc tại một công trường ở thị trấn Lahe. Sau nỗ lực cứu hộ, tính đến 10 giờ 20 phút ngày hôm nay, 4 người mất tích đã được tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, một người không bị thương và 2 người bị thương nhẹ. Thực ra nguyên nhân dẫn đến trận lở đất này rất đơn giản, đó là do đất yếu do mưa lớn cộng với địa hình đồi núi ở Tứ Xuyên nên mới xảy ra thảm án. Thưa quý vị, dòng chảy đá vụn và sạt lở đất không phải là một khái niệm giống nhau. Sạt lở đất không nhất thiết phải liên quan đến nước và dòng chảy đá vụn chủ yếu là do nước. Dòng chảy lớn có sức tàn phá cực lớn và cực kỳ khó cứu hộ. Chúng ta biết rằng trong những ngày qua, nhiều nơi trên cả nước đã mở ra một đợt mưa mới. Vào 2 ngày qua, Nam Dương, Hà Nam đã trải qua một trận mưa lớn, ảnh hưởng đến hơn 5 thị trấn lớn và một thị trấn của địa phương và hơn 10.000 người cần được chuyển đi. Đồng thời, mưa lớn cũng đã xảy ra ở Sơn Tây, Thiểm Tây, Tứ Xuyên và những nơi khác và chúng đã phá vỡ lượng mưa cao điểm lịch sử của địa phương vào tháng này. Thậm chí, theo dự báo của Cục Khí tượng, tiếp theo sẽ có một đợt mưa lớn nữa ở Tứ Xuyên và các nơi khác. Vì vậy, có thể thấy, việc ngụy tạo đã gây khó khăn cho công tác cứu trợ thiên tai Yayan hiện nay. Hiện tại đã là cuối thu, vài ngày nữa trời sẽ có sương lạnh, nhưng nhìn chung miền Nam vẫn có nhiệt độ cao và nền nhiệt cơ bản hầu hết các nơi đều trên 36 độ C. Mặc dù mùa đông dần dần được cảm nhận ở phía Bắc, áp cao Siberia dần được hình thành và áp cao Hawaii rút dần khỏi đất liền, nhưng áp cao cận nhiệt đới vẫn kiểm soát phần lớn đất nước của chúng ta. Do đó, hơi nước vẫn được đưa từ biển vào, địa hình đồi núi như Tứ Xuyên được nâng lên một cách tự nhiên nên rất dễ hình thành mưa. Các chuyên gia dự đoán rằng mưa năm nay ước tính phải mất ít nhất giữa tháng này để làm suy yếu xu hướng và trước đó vẫn cần phải chuẩn bị cho lượng mưa lớn. Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. 30 phương tiện và 104 người được huy động từ thành đô Ayan và các nơi khác đến cứu hộ. Đồng thời, điều 52 phương tiện và 220 người từ Tử Dương, Đức Dương và Lạc Sơn, các biệt đội cũng đã tập hợp và sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Nguyên nhân chính là do địa hình địa phương không dễ đi lại, nhiều đèo dốc, nay lại xảy ra sạt lở đất đá, đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, do phạm vi bao phủ của dòng chảy xà bần lớn nên cột điện của nhánh sông Lahe bị đổ xuống, thông tin liên lạc bị gián đoạn, hiện hơn 695 hộ dân bị ảnh hưởng điện. Vì vậy, về điện, việc sửa chữa khẩn cấp đã được bắt đầu ngay lập tức, đồng thời nỗ lực khôi phục cấp điện nhanh chóng và hầu hết các đội cứu hộ đã vào cuộc. Hy vọng việc cứu trợ thiên tai có thể được kết thúc càng sớm càng tốt và tôi không muốn có thêm nhiều người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến 131.600 người tại 5 thành phố trên toàn tỉnh, buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hơn 7.300 người. Ngoài ra, các trận mưa như chút trong suốt 24 giờ từ sáng qua đến sáng nay đã gây thiệt hại về kinh tế lên đến 156 triệu nhân dân tệ, tương đương 39,07 triệu đô la Mỹ, nhấn chìm đường xá và khiến nước sông ở các địa phương dâng cao trên mức cảnh báo. Lượng mưa đo được tại huyện Doanh Sơn thuộc Nam Sung Tứ Xuyên đã lên đến 424,8mm chỉ trong 24 giờ. Mưa lớn cũng khiến 54 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, làm hư hại nghiêm trọng 135 ngôi nhà. Hoạt động hỗ trợ và cứu hộ đang được triển khai. Mỗi năm, Trung Quốc thường hứng chịu lượng mưa lớn nhất vào mùa hè, đặc biệt trong bối cảnh gần đây khi biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết cực đoan và khắc nghiệt hơn, đe dọa sức khỏe của con người. Mới đây, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua những cơn bão lớn, đặc biệt thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh này, đã hứng chịu lượng mưa tương đương cả năm đổ bộ chỉ trong 3 ngày, gây lũ lụt kinh hoàng. Dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Hà Nam, hãng tin Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết lũ lụt tại tỉnh này đã làm chết ít nhất 99 người tính đến trưa nay, trong đó có 26 trường hợp mới được xác nhận ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam. Ngoài ra, hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di rời khẩn cấp và đến nay con số này đã tăng lên đến 1.560.800. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục. Mưa lũ ở Hà Nam cũng ảnh hưởng đến hơn 1,6 triệu hecta, trong đó 537.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta mất mùa. Trên toàn tỉnh, hơn 840.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại.
Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90.981 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt, mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Tờ Global Times của Trung Quốc mới đây đưa tin, cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết, mưa lũ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến gần 37 triệu người, 164 người chết và mất tích, phá hủy 75.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 126 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,83 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phân bổ 805 triệu nhân dân tệ, khoảng 132,4 triệu đô la Mỹ để tái thiết các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão và lũ lụt. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, khoản tiền trên sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ 2 tháng trước, những trận mưa như chút nước đã tấn công Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây và cơn bão số 7 đã 2 lần đổ bộ vào Chiết Giang, gây ra trận lũ lụt lớn, thương vong và thiệt hại tài sản. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trước đó Trung Quốc đã dành 3,4 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Nam. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc, tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 36,91 triệu người, khiến 164 người chết và mất tích, phá hủy 725.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 126 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,83 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng từ 2 tháng trước đến nay, mưa lớn và lũ lụt ở 24 tỉnh, trong đó có Hà Nam, Trung Quốc, Sơn Tây và khu tự trị Nội Mông đã ảnh hưởng đến 17,4 triệu người, 116 người chết và mất tích. Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, ông Zhu Wenchen cho biết tại cuộc họp báo thông tin về công tác cứu trợ và kiểm soát lũ lụt. Mưa lũ tại Hà Nam vừa qua đã khiến 93 người thiệt mạng. Ông Zhu cho rằng thời tiết năm nay rất bất thường, với các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra, sự phân bố theo không gian và thời gian của lượng mưa không đồng đều và tần suất mưa ở nhiều nơi đạt kỷ lục. Các quan chức cho biết lượng mưa hàng ngày ở 154 trạm khí tượng quốc gia đạt tiêu chuẩn giám sát các sự kiện cực đoan, với 33 trạm đã phá kỷ lục lịch sử. Kể từ khi bắt đầu mùa lũ, lượng mưa trung bình trên toàn quốc là 414,8 mm, ít hơn 1,4% so với cùng kỳ một năm có mưa lũ ở mức bình thường. Tuy vậy, khu vực phía Đông Bắc, lưu vực sông Hoàng Hà và các khu vực gần sông Hải Hà đã trải qua lượng mưa nhiều hơn và tập trung hơn. Vừa qua, lượng mưa trong một giờ tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam đo được là 309,1 mm, mức cao nhất trong lịch sử của nước này. Bên cạnh đó, các sông ở miền Bắc Trung Quốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, với mực nước ở các sông vừa và nhỏ tăng nhanh. Kể từ khi bước vào mùa lũ cho đến nay, 392 con sông tại 27 tỉnh của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt vượt mức báo động, trong đó 116 con vượt mức phòng hộ và 51 con sông vượt kỷ lục lịch sử. Tháng trước được cho là mùa bận rộn nhất ở Myeongsan. Những năm trước, cánh đồng bát ngát xanh tươi, dược liệu xanh tốt mọc lên. Người dân chăm chỉ làm ăn mong đến vụ thu hoạch. Tuy nhiên, vào năm nay, vẻ đẹp và hy vọng này đã tan vỡ một cách không thể tưởng tượng được. Vào ngày này, một trận mưa đá lớn, núi lửa và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã biến huyện Myeongsan, tỉnh Cam Túc, nơi đã được biết đến với danh tiếng Bến Cảng Hô và thị trấn y học thiên nhiên kỷ của Longyan từ thời cổ đại, thành một đất nước đầm lầy. Những thay đổi rung chuyển trái đất đã diễn ra ở 18 thị trấn trong quận. Những tảng đá ban đầu ẩn sâu trong núi đã bị lũ cuốn trôi. Đất nông nghiệp bằng phẳng, những cây cao, những ngôi nhà rải rác và những con phố sôi động đã không còn nữa, thay vào đó là những ngôi nhà hoang tàn. Đất canh tác bị phá hủy, nhà cửa đổ sập, đường xá sụp đổ, thông tin liên lạc tê liệt và nguồn điện bị gián đoạn. Thảm họa mưa đá, dòng nước chảy xiết và các mảnh vỡ đã khiến 49 người chết ở quận Myeongsan, 23 người mất tích và 358.000 người ở 18 thị trấn thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt qua 6,8 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt và mưa đá, 9 thảm họa trong 10 năm quận Myeongsan nằm ở khu vực biên giới giữa cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và dãy núi Long Nam. Các thị trấn và thị trấn trong lãnh thổ này có nhiều núi, thung lũng sâu và vị trí địa lý đặc biệt khiến thiên tai thường xuyên xảy ra. Kính thưa quý vị, hãng thông tấn Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin bão số 7 năm nay đổ bộ Trung Quốc lần thứ 2 mang theo những trận mưa như chút nước, khiến quốc gia này phải ban bố tình trạng báo động cao nhất tại miền Đông.
Bão số 7 đổ bộ vùng ven biển gần Bình Hồ, một thành phố cấp quận thuộc quản lý của thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày hôm qua, với sức gió mạnh lên đến 28 m/s, khoảng 100 km/h ở vùng gần tâm bão. Chen Jiefeng, chủ một khu nông nghiệp ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, chia sẻ: "Tôi đã từng trải qua nhiều cơn bão, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cơn bão mang theo lượng mưa lớn như vậy. Con sông phía sau nhà tôi chỉ là một con lạch, nơi du khách thường đến để giải trí và câu cá. Nhưng hiện nay, ngay cả chòi gỗ của tôi cũng sắp bị ngập. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đi qua các thành phố Thượng Hải, Hàng Châu và Ninh Ba đã tạm dừng hoạt động. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày hôm qua, mực nước tại 9 trạm quan trắc lũ lụt ở Gia Hưng đã vượt mức cảnh báo, trong đó 8 trạm vượt quá mức nước an toàn. Khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, các con đường gần nhà thi đấu ở thành phố Bình Hồ đã bị ngập úng với mực nước cao đến 10 cm. Tính đến 11 giờ sáng cùng ngày, không có sự cố lớn nào liên quan đến thiên tai đã được báo cáo ở Gia Hưng. Tuy nhiên, bão số 7 gây ảnh hưởng đến hơn 114.000 người ở Gia Hưng, thiệt hại hơn 267 ha cây trồng và 1,33 ha nuôi trồng thủy sản, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 4,97 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 741.000 đô la Mỹ. Hơn 155.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Theo Phó Giám đốc Trung tâm ứng phó khẩn cấp khu vực cảng Gia Hưng, Wang Ping, trung tâm này đã chuẩn bị khoảng 170.000 mét khối đất để chống bão. Khoảng 50% trong số 44 doanh nghiệp hóa chất tại khu vực cảng phải tạm dừng sản xuất, số còn lại giảm năng lực sản xuất. Bão số 7 gây mất điện trên khắp Chiết Giang, ảnh hưởng đến 2,68 triệu hộ gia đình. Tuy vậy, nhờ nỗ lực của hơn 22.000 công nhân sửa chữa, 95% nguồn điện đã được khôi phục. Người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của Gia Hưng, ông Ken Kinju, nhận định rất hiếm khi có bão đổ bộ vào Gia Hưng, vì thế cơn bão lần này là một thách thức lớn với công tác kiểm soát lũ lụt của thành phố. Theo ông, các tường chắn sóng cũ dọc theo vịnh Hàng Châu và các kẻ đất ở các vùng nông thôn là vấn đề cần quan tâm nhất trong công tác kiểm soát lũ lụt, vì chúng có thể không chịu được tình trạng ngâm nước kéo dài. Ngoài ra, ông Khan cho rằng thời điểm này Gia Hưng đang vào mùa thu hoạch trái cây như đào và nho, nên bão số 7 gây mưa lớn chắc chắn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân. Tại siêu đô thị lân cận Thượng Hải của Trung Quốc, bão số 7 đã làm bật gốc hơn 19.560 cây và ngập một diện tích lớn đất trồng trọt trong 2 ngày qua ở quận Kim Sơn, nơi gần điểm đổ bộ thứ 2 của bão số 7. Ngày hôm qua, quận này đã ban bố tình trạng ứng phó lũ lụt khẩn cấp ở cấp độ cao nhất và yêu cầu đóng cửa các siêu thị lớn, trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học, bảo tàng, danh lam thắng cảnh và thư viện. Đồng thời, dịch vụ đường sắt ở Kim Sơn cũng tạm dừng hoạt động vào 2 ngày này. Hai ngày qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung Trung Quốc. Trong khi đó, mưa lớn đã chia cắt tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc trong gần một tuần và làm ít nhất 40 người thiệt mạng. Cùng ngày, cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam đã nâng cảnh báo bão cho 4 thành phố ở phía bắc tỉnh này, gồm Xianxiang, Anyang, Hebi và Jiangsu, lên màu đỏ, cấp cao nhất trong 4 cấp của hệ thống cảnh báo thời tiết theo màu. Tân Hương, một thành phố nhỏ ở phía bắc Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, đã ghi nhận lượng mưa 862 mm từ 3 ngày nay, phá vỡ các kỷ lục trước đó. 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố đã tràn, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc đưa tin, tính đến cuối ngày hôm qua, hơn 470.000 người và hơn 55.000 ha hoa màu đã bị ảnh hưởng bởi trận mưa như chút nước ở Tân Hương. Chính quyền địa phương đã triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm hơn 76.000 người. Trước tình hình tàu điện ngầm ở Trịnh Châu bị ngập lụt gây chết người, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền địa phương ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt trong giao thông đô thị và ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, nhiều thành phố bị ngập lụt và mùa màng bị phá hủy khi thời tiết khắc nghiệt lan rộng về phía bắc Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương 189 triệu đô la Mỹ. Khi bão di chuyển về phía bắc Trung Quốc trong ngày hôm nay, hơn 73.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Anyang trên biên giới Hà Nam với tỉnh Hà Bắc. Thành phố ngập trong bùn lầy do lượng mưa hơn 670 mm kể từ mấy ngày nay. Hai người đã thiệt mạng ở tỉnh Hà Bắc khi một cơn lốc xoáy tấn công thành phố Bảo Định ngày hôm qua. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin bão số 7 đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc với sức gió cực mạnh lên đến 38 m/s, gió giật trên cấp 13 ở vùng gần tâm bão và sóng biển cao từ 5-7 m. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão số 7 đã ập đến bờ biển Phổ Đà ở thành phố Chu Sang, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày hôm qua.
Bão kéo theo sức gió cực mạnh lên tới 38 m/s, tương đương 136,8 km/h. Tại tâm bão, sức gió được xếp vào cấp 13, cấp gió bão cực mạnh theo thang sức gió Beaufort. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão số 7 đang di chuyển nhanh hơn dự kiến và đổ bộ các khu vực ven biển ở Tương Sơn, tỉnh Chiết Giang và Khải Đông, tỉnh Giang Tô trong chiều nay. Tính đến sáng nay, các tỉnh Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã ban bố khoảng 200 cảnh báo về thiên tai khí tượng. Trong đó, tính đến 8 giờ sáng nay, chỉ riêng ở Chiết Giang, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão, 132 cảnh báo được ban hành. Ở Thượng Hải, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia đã duy trì cảnh báo kép màu đỏ đối với chiều cường và sóng vào ngày sáng nay. Và cảnh báo màu đỏ đối với chiều cường ở khu vực Vịnh Hàng Châu ở Chiết Giang. Trước đó, cảng Dương Sơn ở Thượng Hải đã sơ tán hàng trăm tàu thuyền. Giám đốc Cục Khí tượng Thượng Hải Ui Rui cho biết, theo dự báo, thời gian mưa lớn nhất ở Thượng Hải xảy ra từ chiều nay đến sáng mai với lượng mưa trung bình đạt mức bão nhiệt đới. Lượng mưa tích lũy sẽ đạt từ 150-200mm, thậm chí một số khu vực lên đến 250-350mm. Lượng mưa tối đa hàng giờ dự kiến đạt từ 40-60mm, một số khu vực lên đến 80mm. Bão gây ảnh hưởng lớn khiến các công viên giải trí ở Thượng Hải bao gồm Shanghai Disney Resort, Shanghai Happy Valley và Shanghai Haichang Ocean Park phải tạm thời đóng cửa trong ngày hôm nay. Theo các nhà chức trách, sự an toàn của người dân địa phương được ưu tiên hàng đầu trong công tác kiểm soát lũ lụt. Do gió mạnh và những con sóng khổng lồ cao từ 5-7m, nước biển đã tràn vào nhiều khu vực ở Ninh Ba và Chusan vào tối qua. Người dân địa phương đã xây dựng các pháo đài bằng cát để ngăn chặn. Cơ quan quản lý khẩn cấp Chiết Giang hối thúc triển khai khẩn trương các biện pháp phòng chống lũ lụt, đóng cửa các trường học, cơ sở sản xuất, chợ và giao thông đường bộ ở địa phương. Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang Yuan Jianrun nhấn mạnh đảm bảo sự an toàn cho người dân là nhiệm vụ quan trọng nhất và là mục tiêu, không để ai thiệt mạng, đồng thời hạn chế số người bị thương và thiệt hại kinh tế. Theo dự báo, bão số 7 đổ bộ Chiết Giang một chiều nay sớm hơn dự báo trước đó, nên thành phố đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm đình chỉ hoạt động của hàng không và đường sắt cũng như hạn chế tốc độ tàu điện ngầm ở các thành phố ven biển. Cùng ngày, ít nhất 8 sân bay ở Thượng Hải và Chiết Giang đã hủy tất cả các chuyến bay. Khi bão số 7 mạnh lên, cơ quan quản lý đường sắt đã quyết định dừng tất cả các hoạt động đường sắt trên một số đoạn ở đồng bằng sông Dương Tử từ ngày hôm nay đến 3 ngày tới. Đồng thời, các tuyến tàu điện ngầm số 5 và 16 và tuyến tàu điện ngầm của Thượng Hải đều buộc phải dừng hoạt động, trong khi các tuyến khác chỉ tạm dừng một phần. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Reuters đưa tin 12 người thiệt mạng và 429 người bị thương do hai cơn lốc xoáy càn quét ở thành phố Vũ Hán và thị trấn Shenji ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 8 người thiệt mạng và 280 người bị thương do lốc xoáy đổ bộ quận Kaitian vào lúc 20:39 theo giờ địa phương ngày hôm qua. Cơn lốc này đã làm sập và phá hủy hàng trăm ngôi nhà, hai chiếc cần cầu và 8.000m2 nhà kho của các công trình xây dựng. Chia sẻ trên Weibo, một người sống tại Vũ Hán cho biết, "Tôi lớn lên tại Vũ Hán và chưa từng chứng kiến cơn lốc xoáy nào như thế này. Thời tiết gần đây quá khắc nghiệt." Tại thị trấn Zhengzhe, tỉnh Giang Tô, sau khi cơn lốc xoáy ập đến vào khoảng 19 giờ cùng ngày, có 4 người thiệt mạng và 149 người bị thương. Theo lực lượng cứu hỏa, trận gió còn làm hư hại các cơ sở điện lực và sập nhiều nhà máy. Được biết, tỉnh Giang Tô thường có lốc xoáy vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè. Thành phố Thượng Hải, trung tâm thương mại của Trung Quốc cũng là nơi chịu ảnh hưởng của nhiều cơn dông mạnh nên giới chức trách đã ban bố cảnh báo cho người dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia, có thêm nhiều cơn bão lớn tại Thượng Hải và các khu vực khác của đồng bằng sông Dương Tử vào cuối ngày hôm nay. Cuối tháng 4, một nhà chức trách của Trung Quốc cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến quốc gia này sẽ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt hơn và rủi ro về thảm họa như nắng nóng và lũ lụt sẽ tăng lên trong những năm tới. Hãng tin Reuters vừa qua cũng đưa tin Đài Loan Trung Quốc thông báo sẽ kiểm soát nghiêm ngặt việc hạn chế sử dụng nước từ đầu tháng tại các trung tâm sản xuất chip ở thành phố Tân Trúc và Đài Trung nếu không có mưa lớn sau đó. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hòn đảo này đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng. Đánh giá đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử đảo Đài Loan, cơ quan kinh tế Đài Loan cho biết nếu không có mưa, mức báo động hạn hán sẽ tăng lên cấp cao nhất. Do đó, các công ty ở hai trung tâm trên phải cắt giảm khoảng 17% lượng nước sử dụng. Theo cơ quan này, cần kiểm soát chặt chẽ hơn biện pháp hạn chế sử dụng nước để phản ứng trước khi xảy ra kịch bản lượng mưa từ mùa mưa diễn ra cuối mùa xuân ít hơn kỳ vọng. Mực nước tại các hồ chứa nước ở miền Nam và Trung Đài Loan đang dưới mức 5% so với công suất. Để tăng nguồn cung nước, Đài Loan phải sử dụng tới khoảng 160 giếng nước và các nhà máy khử mặn nước biển.
công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, nhà sản xuất chip có hợp đồng lớn nhất thế giới, có các nhà máy ở cả thành phố Tân Trúc và Đài Trung. Trao đổi với Reuters, TSMC cho biết hiện nay công ty không ghi nhận tác động nào đối với sản xuất và sẽ tiếp tục cắt giảm lượng nước sử dụng. Một nhà máy sản xuất chip lớn khác của Đài Loan, UMC, cũng cho biết đơn vị này đã triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm nước. Các công ty công nghệ của Đài Loan từ lâu đã phàn nàn về tình trạng siết chặt việc hạn chế sử dụng nước. Tình trạng hạn hán cũng là nguyên nhân làm gia tăng nhiều vấn đề cho công tác quản lý điện, dẫn tới hai vụ mất điện trên diện rộng gần đây chỉ trong vòng một tuần. Hạn hán đồng nghĩa với việc điện sản xuất từ các nhà máy thủy điện không đủ. Và năm ngoái, không có cơn bão nào tấn công trực tiếp Đài Loan và điều này đồng nghĩa rằng hòn đảo này có ít mưa hơn. Hơn nữa, lượng mưa tại Đài Loan năm nay cũng thấp đáng kể. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào một địa điểm trong khu vực tính từ tỉnh Quảng Đông, miền Bắc Trung Quốc đến tỉnh Phúc Kiến, miền Nam. Ngày hôm qua, nhà chức trách tại khu vực Đông Nam Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các tàu cá và ngư dân quay về bờ trước khi bão số 8, cơn bão thứ 17 trong năm nay, tràn vào khu vực này. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào một địa điểm trong khu vực tính từ tỉnh Quảng Đông, miền Bắc Trung Quốc đến tỉnh Phúc Kiến, miền Nam nước này vào sáng mai. Bão số 8 đã ở cách thành phố Hạ Môn 850 km về phía đông nam với sức gió lên tới 166 km/h và di chuyển với vận tốc 20 km/h. Dự báo bão sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh đến các khu vực trên. Tại tỉnh Phúc Kiến, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 400mm trong 2 ngày tới. Toàn bộ tàu cá và ngư dân đã được yêu cầu về đất liền vào tối qua. Trong khi đó, nhà chức trách tại tỉnh Quảng Đông đã quyết định đóng cửa các điểm du lịch trong 2 ngày tới. Cơ quan giảm thiểu hạn hán và lũ lụt quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở cấp độ 3 vào ngày hôm qua, đồng thời cử các nhóm làm việc đến các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tây và Hồ Nam nhằm chuẩn bị cho công tác cứu hộ. Trước đó, nhà chức trách Đài Loan, Trung Quốc đã cho sơ tán hàng nghìn du khách khỏi các đảo ở xa và dựng gần 100 điểm trú bão trên khắp vùng lãnh thổ để chuẩn bị ứng phó với bão số 8, cơn bão thứ 3 đổ bộ vào vùng lãnh thổ này trong 2 tuần qua. Theo dự báo, bão Meiji đổ bộ vào bờ biển phía đông của Đài Loan ngày mai, gây mưa lớn tại một số khu vực trong 3 ngày. Các chuyến phà tới đảo Xanh và đảo Phong Lan của Đài Loan đã ngừng hoạt động ngày hôm nay sau khi sơ tán hơn 3.700 du khách khỏi các đảo này cuối tuần qua. Hơn 35.000 binh sĩ được huy động sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn thiên tai. Dự báo bão số 8 có thể gây mưa lớn với lượng mưa lên tới 900mm và làm tăng nguy cơ lở đất tại các khu vực miền núi ở huyện Yilan và Hualien ở đông bắc Đài Loan. Mưa lớn ở Vân Nam gây lở đất, hàng chục người mất tích. Các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm xảy ra vụ lở đất ở thị trấn Wama, quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam hôm thứ Năm vừa qua. Vụ lở đất vào lúc 10 giờ 22 phút tối thứ Tư đã giết chết ít nhất 8 người. Trận lở đất đã phá hủy toàn bộ ngôi làng của 20 gia đình ở làng Dashifang, Nê Hồng, thị trấn Wama. Hơn 500 binh sĩ, địa phương, cảnh sát, kiểm lâm và lính cứu hỏa ở Bảo Sơn đang tiến hành tìm kiếm và cứu nạn. Theo thống kê của chính quyền Bảo Sơn, tính đến 15 giờ 30 phút ngày thứ Năm, đã được xác nhận rằng ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất. 40 người mất tích và 23 người khác đã được cứu. Các nhân viên tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực khai quật và tìm kiếm những người sống sót, nhưng họ tiết lộ rằng khu vực này dốc và không thể sử dụng máy móc nên chỉ có thể dựa vào việc khai quật thủ công. Và công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiến triển rất chậm. Các quan chức địa phương cho biết, Vân Nam đã phải hứng chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng từ mùa thu năm ngoái đến đầu mùa hè năm nay. Thảm thực vật bị tàn phá nghiêm trọng, đất đá tơi xốp và dễ xảy ra các thảm họa như lở đất và lở bùn dưới lượng mưa lớn và liên tục. Ngoài ra, Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam dự báo sẽ có mưa ở thị trấn Wama trong 3 ngày tới và mưa thậm chí có thể kéo dài trong một tuần. Trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn thừa nhận trời mưa sẽ khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Kể từ mùa lũ năm nay, lở đất và lở núi do mưa đã xảy ra ở nhiều tỉnh ở Trung Quốc. Theo thống kê mới nhất, số người chết vì thảm họa dòng chảy mảnh vỡ Yongku ở Cam Túc đã lên tới 1.471 người và 294 người khác vẫn được liệt kê là mất tích. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính đến ngày hôm qua, lũ lụt và các thảm họa phát sinh như lở đất và lở bùn đã khiến 3.185 người chết và 1.067 người mất tích ở Trung Quốc. Thống kê cho thấy số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Trung Quốc là 230 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 350 tỷ nhân dân tệ.
Bộ Nội vụ cho biết các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cát Lâm, Giang Tây, Hồ Bắc, Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Nam và Vân Nam. Từ tối qua đến sáng nay, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại Chuseong, Vân Nam. Tính đến 22 giờ ngày hôm nay, 20 người thiệt mạng và 42 người mất tích. Dự báo trong ngày hôm nay sẽ có mưa nhẹ đến vừa. Từ 3 ngày nay, tại các khu vực miền Trung và Đông Vân Nam đã xảy ra mưa lớn. Có 40 trạm có lượng mưa tích lũy từ 25 đến 50mm và 25 trạm có lượng mưa tích lũy từ 50 đến 100mm. Trong đó, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, lượng mưa ở Chuseong là 90,5mm. Thiên tai lũ lụt cục bộ, sạt lở đất và dòng chảy mảnh vỡ đã xảy ra ở Daejeon, thành phố Chuseong, Lihang, Longning, Taechong, Funning và những nơi khác, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, giao thông đường bộ, trạm điện. Trong đó, một người bị thương do mảnh vỡ thảm họa dòng chảy ở quận Daejeon, một người mất tích. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, do ảnh hưởng của không khí ấm, ẩm từ Nam đến Tây Bắc của vùng cao cận nhiệt đới và không khí lạnh từ phía Nam nên trong 3 ngày tới, các khu vực phía Đông và Nam Tây Nam Bộ, Giang Nam và Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục nhiều mây và có mưa. Lượng mưa chủ yếu là mưa nhẹ đến mưa vừa, có nơi mưa to cục bộ. Do lượng mưa lớn liên tục trong những ngày gần đây, đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống tai biến địa chất như sạt lở đất đá, lưu ý an toàn giao thông đường bộ. Một trận lở đất khác đã xảy ra ở Quan Lĩnh, Quý Châu, Trung Quốc, khiến 42 người thiệt mạng và 57 người vẫn mất tích. Cơ quan chức năng đã điều động 12 đội cứu hộ, hơn 700 nhân viên cứu hộ và 26 máy xúc tiến hành công tác cứu hộ tại hiện trường. Agency from Brexit cho biết hơn 30 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng tin tức vẫn chưa được xác nhận chính thức. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Địa điểm xảy ra thảm họa nằm ở làng Jongho, làng Da Giai, thị trấn Gangwu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Agency from Brexit dẫn báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương rằng hơn 30 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Nhưng tin tức vẫn chưa được chính thức xác nhận. Tin tức dẫn lời các chỉ huy cứu trợ thảm họa cho biết, mặc dù có rất ít hy vọng tìm thấy những người sống sót, nhưng các nhân viên cứu trợ vẫn không từ bỏ công việc cứu hộ. Địa điểm xảy ra thảm họa nằm ở làng Yongwu, làng Da Hai, thị trấn Gangwu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Theo thống kê, có tổng cộng 38 người bị chết và 99 người bị chôn vùi hiện chưa được tìm thấy. Hiện công tác cứu hộ sạt lở đã bước sang ngày thứ 6. Do yếu tố thời tiết, môi trường nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tổng cộng có 12 đội cứu hộ, hơn 700 nhân viên cứu hộ và 26 máy xúc đang trong quá trình cứu hộ và dọn dẹp. Theo báo cáo, nhiệt độ tại địa phương đã vượt quá 35 độ vào thứ 6. Đội cứu hộ bao gồm quân giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang, cán bộ và chiến sĩ cứu hỏa, cũng như các đội y tế và phòng chống dịch bệnh đã tiến hành tìm cứu và cứu nạn theo kế hoạch. Và các máy xúc lớn cũng đang hoạt động. Ban chỉ huy cứu hộ tại chỗ cho biết có 961 người trong 247 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa địa chất đã được tái định cư. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, các thảm họa địa chất đột ngột như lở đất đã lần lượt xảy ra ở một số khu vực như Quý Châu và Phúc Kiến. Lũ lụt do lượng mưa lớn gây ra ở miền Đông, miền Nam và miền Trung Trung Quốc kể từ giữa tháng này đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và 100 người mất tích. Theo các chuyên gia, thảm họa địa chất ở huyện Quan Lĩnh, Quý Châu là một thảm họa hỗn hợp hiếm gặp với dòng chảy đất đá và mảnh vỡ lớn chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Quý Châu. Nhưng thảm họa địa chất này cho thấy Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Kính thưa quý vị khán giả, sông Shangjiang ở Hồ Nam đạt mức lũ cao thứ 3 kể từ năm 1953. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 235 người thiệt mạng và 109 người khác mất tích. Cho đến nay, thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ. Agency from Brexit đưa tin, sông Tương Gia ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt cao thứ 3 kể từ năm 1953. Kể từ mấy ngày qua, mưa và lũ lụt xối xả ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tổng cộng 34,261 triệu người ở 10 tỉnh bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Trùng Khánh, với 235 người chết và 109 người mất tích, cùng hơn 300 khu vực bị ảnh hưởng, hàng nghìn người đã được di chuyển khẩn cấp. Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mới, thiên tai ở Hồ Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và những nơi khác liên tục bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu sẽ còn mở rộng hơn nữa.
Lũ lụt tàn phá miền Nam cũng khiến 2.046.000 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó hơn 331.000 ha không thu hoạch được, 259.000 ngôi nhà bị sập và 680.000 ngôi nhà bị hư hại, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 55,40 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, mực nước ở đoạn Trường Sa của sông Tương Giang ở Hồ Nam tăng vọt do lượng mưa lớn và việc xả lũ từ hồ chứa. Số liệu cho thấy đến sáng ngày hôm qua, đoạn Trường Sa của sông Tương Giang có mực nước đỉnh lũ cực cao là 39,06m, tiến gần đến mực nước cao lịch sử 39,18m. Mực nước dâng cao đã làm ngập một số cơ sở điện trong vành đai danh thắng Sanjiang ở thành phố Trường Sa. Trước đó, tỉnh Hồ Nam đã khẩn cấp kích hoạt báo động phòng chống lũ lụt cấp độ 1, điều động 95.000 người đi tuần tra cứu nạn và chuyển hơn 100.000 người qua đêm vào tối ngày hôm trước. Gần đây, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng ở Quảng Đông, Trung Quốc. Dân số bị ảnh hưởng lên tới hơn 800.000 người, 12 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Theo báo cáo, các thành phố bị ảnh hưởng bởi trận mưa bao gồm Shaoguan, Qingyuan, Meizhou, Sanwei, Heijian, Heijiang, Hunju, Shantou, Dongguan, Yangon. Do lượng mưa trên phạm vi rộng, cường độ và thời gian dài, ngập úng cục bộ và một số lưu vực nhỏ đã xảy ra thường xuyên hơn. Gần đây đã xảy ra những trận mưa xối xả trên diện rộng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đại lục, hơn 800.000 người bị ảnh hưởng, 12 người chết và 3 người mất tích. Tờ Southern Metropolis Daily đưa tin, theo Bộ trưởng Quốc phòng tỉnh, đã có những trận mưa lớn đến mưa lớn ở lưu vực sông Bắc Giang, lưu vực sông Hán Giang, lưu vực sông Đông Giang và đồng bằng sông Châu Giang ở Quảng Đông trong những ngày gần đây và lượng mưa đã vượt quá 60 năm. Theo báo cáo, các thành phố bị ảnh hưởng bởi trận mưa bão gồm Shaoguan, Qingyuan, Meizhou, Sanwei, Heiyuan, Zhejiang, Hunju, Shantou, Dongguan, Gansu. Do lượng mưa trên phạm vi rộng, cường độ và thời gian dài, ngập úng cục bộ và một số lưu vực nhỏ đã xảy ra thường xuyên hơn. Cục Thủy văn tỉnh chỉ ra rằng lượng mưa trung bình của tỉnh là 67mm với 293 trạm trên 100mm, 68 trạm trên 200mm và 26 trạm có lượng mưa trên 250mm. Ngoài ra, các nền có lượng mưa lớn hơn là 412mm tại ga Nisuli ở thị trấn Sông Tang, thành phố Heiyuan, thành phố Thiểu Quan, 370mm tại Loan Kiao, thị trấn Tân Cương, huyện Heiyuan, thành phố Thiểu Quan và 337,5mm tại hồ chứa Long Khe ở huyện Cư Giang, thành phố Thiểu Quan. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, lũ lụt bao gồm 6 thành phố và 28 quận nói trên đã khiến 58,02.000 ha cây trồng bị thiệt hại, 6.700 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1,052 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, siêu bão số 5 quét qua miền Bắc Philippines khiến 59 người thiệt mạng, đã đi qua Hồng Kông và đổ bộ vào Quảng Đông. Agence France-Presse đưa tin 2 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương ở Hồng Kông. Tỉnh Quảng Đông đã chuyển hơn 2,45 triệu người. Theo báo cáo, siêu bão số 5 đã đổ bộ vào thành phố Taishan, tỉnh Quảng Đông lúc 5 giờ chiều Chủ nhật và sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 14 khi nó đổ bộ. Nước biển chảy ngược xảy ra trong quá trình thổi siêu bão này ở Chu Hải. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo bão màu đỏ và cảnh báo mưa bão màu cam. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão, đã có những cơn bão dữ dội ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và những nơi khác. Agence France-Presse dẫn lời CCTV đưa tin 2,37 triệu người trong khu vực đã được sơ tán. Hiện tại, được biết bão đã khiến 2 người ở Quảng Đông chết. Các nhà chức trách cảnh báo rằng lở đất có thể do mưa lớn gây ra ở các khu vực thuộc Quảng Đông và Quảng Tây, đồng thời kêu gọi công chúng đề phòng. Nhiều cây cối ở Thâm Quyến bị đổ và các con đường bị ngập lụt. 138.000 người dùng ở Thâm Quyến bị mất điện và một số điểm đã được khôi phục lại nguồn điện sau khi sửa chữa khẩn cấp. Ngoài ra, tất cả các tuyến tàu của điện ngầm Thâm Quyến bị đình chỉ và tất cả các chuyến bay tại sân bay đã bị hủy bỏ. Hơn 300 chuyến bay tại sân bay Bạch Vân, Quảng Châu đã bị hủy hoặc hoãn. Siêu bão số 5 đã quét qua Hồng Kông 100km về phía Nam với sức gió 230km/h, tàn phá Hồng Kông và Macau. Và Bộ Khí tượng đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất. Theo các cơ quan chính quyền Hồng Kông, ít nhất 230 người bị thương trong trận bão. Cư dân cho biết gió mạnh làm bật gốc cây, nứt cửa sổ trong các tòa nhà văn phòng và khu dân cư và làm rung chuyển một số tòa nhà cao tầng. Tại đảo Luzon của Philippines, nơi bị ảnh hưởng bởi siêu bão, cảnh sát địa phương thông báo tối trình rằng số người chết đã tăng lên 59 người với 45 người mất tích và 33 người bị thương. Victorio Palandan, thị trưởng Leontong, phía bắc tỉnh Pangwet, cho biết qua điện thoại rằng hàng chục người đã bị mắc kẹt trong một trận lở đất ở làng Ukap ở Leontong, chủ yếu là thợ mỏ quy mô nhỏ và gia đình của họ.
hàng chục người bị vùi lấp trong vụ sạt lở, họ đang rất sợ hãi. Các nhà chức trách cho biết các nỗ lực cứu hộ sẽ tiếp tục vào thứ Hai. Siêu bão số 5 với sức gió hơn 200 km/h được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực trong năm nay, ngang với cơn bão nghiêm trọng cấp 5 mạnh nhất ở khu vực Đại Tây Dương. Bão Florence đã đổ bộ vào Bắc Carolina vào thứ 6 với sức gió duy trì tối đa khoảng 150 km/h với sức gió mạnh hơn từ cơn bão số 6.